Lan xin kính chào quý vị khán giả của kênh tin tức giờ TV. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui. Mời quý vị cùng đến với những tin tức an ninh thời sự mới nhất sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin cập nhật về tình hình chiến sự Nga-Ukraine và những diễn biến mới nhất về chiến dịch bầu cử Mỹ hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Nga tung chiến thuật mới khiến NATO không kịp trở tay, Ukraine nguy cơ mất thêm lãnh thổ. Bầy đàn UAV Nga ô công phá khiến 60 lính Ukraine phải đầu hàng trên chiến hào. Nga không kích Ukraine quy mô lớn, MiG-31K mang tên lửa Kinza cất cánh dáng đòn dữ dội. Rộ Dộ tin đồn tiêm kích Nga rơi ở Crimea vì bị đồng đội bắn nhầm. Nga đối mặt thách thức lớn khi tiêm kích F-16 Ukraine xung trận. Tướng NATO khẩn cấp cảnh báo Ukraine rơi vào bẫy của Nga Thủ tướng Đức lên tiếng nêu điều kiện cho hòa đàm Nga Ukraina. Ukraina lo sợ thừa nhận quân đội trì trệ do cạn kiệt vũ khí. Tổng thống Mỹ Joe Biden như hổ mọc thêm cánh khi được Barack Obama và Bill Clinton giúp đỡ để đánh bại Donald Trump. Chiến dịch của ông Trump phải thừa nhận không hút tài trợ bằng ông Biden. Tổng thống Philippines cứng rắn tuyên bố sẽ đáp trả lực lượng Trung Quốc ở Biển Đông. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Nga tung chiến thuật mới khiến NATO không kịp trở tay, Ukraine nguy cơ mất thêm lãnh thổ. Quân đội Nga tận dụng tối đa ưu thế của bom lượn trong các đợt không kích vào hệ thống phòng thủ của Ukraine mà vẫn có thể bảo toàn phi đội chiến đấu cơ. Các chuyên gia quân sự nhận xét đây chính là khả năng thích ứng mạnh mẽ trong chiến thuật tác chiến của người Nga giúp họ liên tiếp đạt được những bước tiến trên chiến trường trong thời gian gần đây. Ukraine đang loay hoay đối phó với mối đe dọa mới này và nguyên nhân một phần đến từ việc họ đang trong tình trạng thiếu thốn hệ thống tên lửa phòng không. Bom lượn cho phép Moscow tấn công vào các vị trí kiên cố từ khoảng cách xa hơn pháo binh, đồng thời hệ thống điều hướng giúp loại vũ khí này có thể tránh được lớp phòng thủ bằng tên lửa đất đối không của Kiev. Bên cạnh đó, thời gian bay ngắn, tín hiệu radar nhỏ và quỹ đạo phi đạn đạo khiến bom lượn rất khó bị đánh chặn. Tuần trước, Nhóm chuyên gia phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, Nga đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng bom lượn nhằm vào cả phía trước và sau chiến tuyến Ukraine, đặc biệt là trong cuộc chiến tại thành phố adipka hồi giữa tháng 2. Trong hai năm đầu của cuộc chiến, hệ thống phòng không tiên tiến của cả hai bên đã khiến vùng trời Ukraine luôn trong trạng thái giằng co. Tuy nhiên, Moscow đã có bước đột phá lớn kể từ khi lực lượng mặt đất của họ tiến đến gần adipka nhờ vào chiến thuật sử dụng bom lượn và không trực tiếp tổn hại lực lượng pháo binh. George Barros, trưởng nhóm tình báo không gian địa lý kiêm chuyên gia phân tích Nga tại ISVK cho biết, Moscow đang hiểu rõ hơn về thời gian và cách thức tấn công nhanh nhất để có thể làm cạn kiệt nguồn lực phòng không của Kiev. Ông Barus lập luận, khi băng thông phòng không Ukraine suy giảm, họ buộc phải sử dụng máy bay chiến đấu để chống lại các cuộc tấn công bằng bom lượn. Nếu Ukraine có hệ thống phòng không tốt hơn, họ có thể hạn chế việc lãng phí các chiến đấu cơ này. Bom lượn chỉ có khả năng tấn công các mục tiêu cố định, nghĩa là chúng sẽ phát huy tối đa sức mạnh ở những khu vực xảy ra xung đột lâu dài, ví dụ như ở Adipka, nơi các vị trí của Ukraine tương đối dễ bị phát hiện. Justin Bronk, chuyên gia không quân tại Viện Nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia tại London, Anh, cho biết như vậy. Đây cũng là lý do mà Moscow tìm cách vây hãm quân đội Kiev trong khu vực Adipka và giành quyền kiểm soát thành chi này. Để giúp giảm thiểu mối đe dọa từ bom lượn, các chuyên gia khuyến nghị Ukraine cần phải tăng cường kêu gọi viện trợ các máy bay đánh chặn phòng không, song song với việc bổ sung kho đạn pháo từ các quốc gia đồng minh phương Tây. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Kapriliuk ngày 18 tháng 3 cho biết, Nga đã thả hơn 3.500 quả bom xuống Ukraine trong gần 3 tháng đầu năm 2024. Bất chấp tần suất giải bom dày đặc, kho vũ khí của Moscow dường như vẫn không có dấu hiệu suy kiệt. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quốc gia này đang gia tăng tiến độ sản xuất đạn dược, trong đó có nhiều loại có thể được cải tiến thành bom lượn. Nhiều quả bom lượn của Nga từng được thả ở khoảng cách lên tới gần 50 km, khiến Ukraine khó chống đỡ được, kể cả khi đã sử dụng tất cả khí tài của họ, trừ hệ thống phòng không MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần lên tiếng về kho vũ khí phòng không hiện có của Kiev là không đủ để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc bắn phá không ngừng. Tuy nhiên, tại Quốc hội Mỹ, các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa vẫn chưa chấm dứt việc trì hoãn gói viện trợ bổ sung vốn đã kéo dài hàng tháng trời cho Ukraine. Theo các chuyên gia, Nga sẽ không thể định đoạt cuộc chiến chỉ bằng bom lượn, nhưng họ còn có lợi thế rất lớn về mặt pháo binh. Ưu thế này sẽ càng phát huy mức độ tàn phá trong bối cảnh nguồn tài nguyên của Ukraine ngày càng cạn kiệt và sự không chắc chắn của các cam kết hỗ trợ an ninh từ phương Tây. Tất cả những yếu tố này dường như đang khiến triển vọng trên chiến trường ngày càng trở nên thiếu lạc quan đối với Kiev. Chuyên gia Bron cảnh báo, nếu không được Mỹ thông qua khoản viện trợ bổ sung, rất khó để Ukraine tránh được nguy cơ mất thêm lãnh thổ, nhất là khi Nga có thể sẽ tiến hành cuộc tấn công lớn vào mùa hè. Báo The Economist của Anh ngày 29 tháng 3 dự đoán, Nga có thể tung đợt tấn công quy mô lớn vào mùa hè này sau một thời gian cường độ giao tranh bị hạn chế bởi địa hình lầy lội trong mùa xuân. bầy đàn UAV Nga ồ ạt công phá khiến 60 lính Ukraine phải đầu hàng trên chiến hào. Ông Dmitry Kuziakin, Tổng Giám đốc Trung tâm Phát triển Giải pháp Không Người Lái Tích Hợp, nói với hãng tin Sputnik rằng bầy máy bay không người lái FPV Joker của Nga đã buộc một đơn vị của Ukraine đầu hàng trên tiền tuyến. Ông Kuziakin cho biết khi kể về thành tựu lớn nhất của Joker trên chiến trường rằng có lẽ không ai có thể lặp lại kỷ lục này, đó không phải là thiết giáp Bradley, Humvee hay xe tăng Leopard 2 mà là 60 binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine đã phải đầu hàng sau khi tận mắt chứng kiến bầy đàn UAV FPV của Nga được triển khai hàng loạt. Điều này có nghĩa là UAV của Nga đã bắt được toàn bộ đơn vị Ukraine. Theo ông Kuziakin, vụ việc xảy ra khi lính Ukraine đang ở trong một tuyến phòng thủ cổ điển, dự kiến sẽ tác chiến trực tiếp với binh sĩ Nga. Ông nói, các binh sĩ Nga, những người được huấn luyện và trang bị, đã quyết định không chơi theo luật, không tham chiến trực tiếp mà điều động UAV FPV lao tới vị trí của các binh sĩ Ukraine. Khi đó, các binh sĩ Ukraine chứng kiến bầy UAV bay tới và nhận ra việc kháng cự lại là không có nhiều ý nghĩa. Việc họ đầu hàng hàng loạt là thành tựu của Trung tâm Phát triển Giải pháp không người lái tích hợp. Đơn vị này cung cấp đang mang lại một giải pháp đầy đủ cho quân đội Nga liên quan tới UAV FPV từ chế tạo, sản xuất cho tới đào tạo người vận hành sử dụng, cũng như cung cấp chiến thuật tấn công hiệu quả. Trong những năm qua, đơn vị này đã chế tạo ra dòng máy bay không người lái chiến đấu FPV Joker. Mẫu mới nhất Joker 10 có trọng tải lên tới 5kg và đạt tốc độ 100km một giờ, lên tới 200km một giờ khi không mang theo thuốc nổ. Theo nhà sản xuất, Joker là UAV tự sát, có chế độ ngủ đông, tức là nó có thể nằm im một chỗ trong tình trạng tắt hoàn toàn nguồn điện và có thể được bật lên từ xa. Với công nghệ này, người vận hành có thể đưa UAV FPV đến vị trí phóng, tắt nguồn rồi rời đi khi cần, họ có thể điều khiển từ xa để kích hoạt UAV hoạt động. Cơ chế này cho phép Joker có thể nằm yên tại một khu vực trong một thời gian dài mà không phát ra sóng vô tuyến nên sẽ không bị thiết bị trinh sát điện tử của Ukraine phát hiện. Trong thời tiết mùa đông, UAV có thể nằm chờ tối đa một tuần và mùa hè là một tháng. Ông Kuziakin giải thích rằng chiến thuật ngủ đông giúp UAV Nga giảm thiểu thời gian chuẩn bị thiết bị cho một cuộc tấn công. Ông giải thích có thể tiết kiệm thời gian bay và bật UAV lên để kích hoạt tấn công. Điều này làm giảm cơ hội của đối phương trong nỗ lực đánh chặn. Một người điều khiển có thể triển khai trước UAV tới vị trí tấn công, đưa chúng vào chế độ ngủ đông và đánh thức tối đa 15 chiếc để tập kích. Trước các cuộc tấn công, UAV Joker sẽ được đặt trên các cao điểm hoặc nóc tòa nhà cao tầng. Khi bắt đầu tập kích, UAV sẽ thức dậy nhắm thẳng tới mục tiêu giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và chuẩn bị tấn công. Nga không kích Ukraine quy mô lớn, MiG-31K mang tên lửa Kinza cất cánh dáng đòn dữ dội. Ukrainska Pravda đưa tin, vào sáng 30 tháng 3 theo giờ địa phương, phòng không Ukraine phát cảnh báo khẩn cấp cho biết các máy bay tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinza, giao găm đã cất cánh từ sân bay Savasleka ở Nga. Ít nhất 3 chiếc MiG-31K được phát hiện. Khoảng 4 giờ ngày 30 tháng 3, Ukraine xác nhận rằng tên lửa hành trình đã được khai hỏa từ máy bay Tu-95MS. Trước đó, quân đội Nga thông báo Nga tiến hành cuộc không kích quy mô lớn và cho biết UAV tấn công và tên lửa đang trên đường bay. Cụ thể, trong đêm 28 tháng 3, quân đội Nga tung hàng loạt máy bay không người lái tấn công vào Ukraine theo nhiều hướng. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết mối đe dọa được báo cáo ở Sumy, Kharkov, Chernihiv và Poltava. Sau đó, máy bay không người lái bay đến từ phía nam. Mối nguy hiểm vẫn tiếp tục xảy ra với Dnipropetrovsk Kherson, Nikolaev và Zaporizhia. Trong cảnh báo đầu tiên được phát đi lúc 21 giờ 57 phút ngày 29 tháng 3, quân đội Ukraine cho biết các UAV tấn công của đối phương đang di chuyển trong vùng Poltava theo hướng Cherkasy, ở Chernihiv, Sumy theo hướng Tây Nam, ở Nikolaev theo hướng Nirovograd và trên biên giới của vùng Kharkov và Dnipropetrovsk. Ngoài ra, các UAV đối phương xuất hiện ở biên giới hành chính, vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk đang bay về hướng Tây một nhóm UAV từ Kherson đang di chuyển về hướng đi Pro Petrov. Lúc 22 giờ 11 phút, mối đe dọa tấn công của UAV đã được báo cáo ở khu vực Kiev. Lúc 22 giờ 49 phút, có thông tin UAV từ Chernihiv đang bay về phía bắc Kiev. Mối đe dọa cũng được báo cáo ở khu vực Kirovograd. Lực lượng phòng không Ukraine đang hoạt động trong khu vực. Lúc 23 giờ 35 phút, tên lửa dẫn đường được báo cáo xuất hiện ở Dnipropetrovsk theo hướng bắc sau đó có thêm tên lửa bay về phía Kamiyanskoy. Vào 0 giờ 5 phút, ngày 29 tháng 3, xuất hiện các UAV tấn công từ Nikolaev và Kirovograd theo hướng Vinitsia. 1 giờ 27 phút, không quân Ukraine đã cập nhật hướng di chuyển của UAV tấn công, vùng Khmernitsky UAV ở hướng Tây, Vinitsia UAV hướng về phía Tây Bắc, UAV từ Kirovograd theo hướng Vinitsia. Chuyển động của các UAV tấn công từ Kherson về hướng Nikolaev đã được ghi nhận. Đến 1 giờ 50 phút, nguy cơ tên lửa đã xuất hiện ở khu vực Kharkov, tiếp đó là hoạt động của máy bay chiến thuật Nga ở phía đông. Quân đội Ukraine cảnh báo có mối đe dọa sử dụng vũ khí trên không. Lúc 2 giờ 25 phút, không quân Ukraine cập nhật diễn biến của UAV tấn công. Vùng Tenopin, sự di chuyển của các UAV tấn công theo hướng phía tây. Vinnytsia, UAV hướng về phía tây bắc. Một nhóm UAV tấn công từ Nikolaev về hướng khu vực Kirovograd. UAV ở biên giới hành chính vùng Zaporizhia và Donipropetrovs theo hướng Tây, UAV ở biên giới hành chính vùng Donipropetrovs và Kharkov ở hướng Bắc. 3 giờ 48 phút, có mối nguy hiểm về tên lửa ở khu vực Sumy và Chernihiv. Sau đó, Ukraine xác nhận rằng Nga đã phóng tên lửa hành trình từ máy bay Tu-95MS. Quân đội yêu cầu người dân không bỏ qua các tín hiệu không kích và tìm chỗ ẩn nấp. Tiếp đó là hàng loạt cảnh báo về tên lửa hành trình xuất hiện ở Kharkov, Dnipropetrovsk, Sumy Poltava, Chekasi, Kiev, rồi đến Vinicia, Lvov, Zitomi. Mới nhất cảnh báo là lúc 4 giờ 55 phút, MiG-31K đã xuất kích và có thể đã phóng tên lửa siêu vượt âm Kinza. Thông tin về vụ tập kích và hậu quả đang tiếp tục được cập nhật. Dộ tin đồn tiêm kích Nga rơi ở Crimea vì bị đồng đội bắn nhầm. Giới chức Nga xác nhận một máy bay chiến đấu của nước này đã bị rơi ngoài khơi bờ biển Crimea vào hôm 29 tháng 3 Mikhail Rasvojaev, thống đốc thành phố cảng Sevastopol, đã xác nhận vụ tai nạn trong một bài đăng trên Telegram. Ông nói phi công đã thoát kịp ra ngoài và vụ tai nạn không gây thiệt hại cho công trình dân sự. Thông tin chi tiết về vụ tai nạn vẫn chưa rõ ràng và nguyên nhân vẫn chưa được công bố. Ông Rasvojaev cho hay phi công đã được lực lượng cứu hộ giải cứu ở khoảng cách 200 m tính từ bờ biển. Tính mạng của anh ấy không gặp nguy hiểm. Theo các điền, máy bay bị rơi có thể là Su-35. Anton Grashenko, cựu cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine cho biết chiếc máy bay rơi có thể do bị phòng không Nga bắn hạ. Một số kênh Telegram ủng hộ Ukraine cũng đưa ra thông tin tương tự. Tuy nhiên, ông không nêu bằng chứng cụ thể, rất khó để xác minh chính xác thông tin này. Nga chưa bình luận về các đồn đoán. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine ở bán đảo Crimea nóng lên trong thời gian qua. Ukraine nhiều lần tuyên bố đã tấn công các mục tiêu Nga ở Biển Đen và bán đảo Crimea bằng tên lửa, xuồng tự sát và UAV. Mặt khác, Nga cũng sử dụng bán đảo Crimea để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Sukhoi Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, hai động cơ, thế hệ 4 cộng cộng do Nga phát triển dựa trên thiết kế Su-27 Flanker từ thời chiến tranh lạnh với mục tiêu cạnh tranh với tiêm kích F-15 Eagle của Mỹ đang có ưu thế trên không tuyệt đối khi đó. Nguyên mẫu đầu tiên của máy bay này được ra mắt vào năm 1992 tại triển lãm hàng không quốc tế Fanburo của Anh. Những chiếc Su-35 đầu tiên được trang bị cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga từ năm 1995. Với những năng lực tác chiến vượt trội, tiêm kích này được truyền thông Nga mệnh danh là bóng ma bầu trời. Tại Ukraine, tiêm kích Su-35 thường được sử dụng cho các nhiệm vụ tuần tra và chế áp máy bay chiến đấu của Ukraine. Nga đối mặt thách thức lớn khi tiêm kích F-16 Ukraine xung trận. Ukraine buộc phải thừa nhận rằng lực lượng phòng không đã tạm thời mất khả năng bắn hạ máy bay chiến thuật của Nga. Bây giờ, họ chỉ có thể trông chờ vào tiêm kích F16. Ukraine làm gì để ngăn chặn vũ khí thần kỳ của Nga? Ngày 29 tháng 3, trên tạp chí Forbes của Mỹ, chuyên gia David X nhận định bom lượn có điều khiển của Nga là vũ khí thần kỳ và Ukraine sẽ phải mất vài tháng mới có thể phản công bằng máy bay chiến đấu F16. Chuyên gia Mỹ cho biết không quân chiến thuật Nga đã thả 125 quả bom lượn mỗi ngày và giúp phá tan pháo đài Adipka mà lực lượng vũ trang Ukraine mất 8 năm xây dựng. Bài báo của Fox cũng dẫn lời của một người lính thuộc lữ đoàn xung kích Azov số 3 Ukraine cho biết bất cứ nơi nào bom Nga đánh trúng chỉ còn lại hố bom trong các tòa nhà. Trước tình hình máy bay Nga thả bom lượn dồn rập, Ukraine đã mạo hiểm triển khai các hệ thống phòng không Patriot quý hiếm ra sát khu vực chiến tuyến và bắn hạ được một số máy bay chiến thuật của đối phương. Tuy nhiên sau khi bị Nga phát hiện và phá hủy, Ukraine đành phải rút số tên lửa Patriot về tuyến sau và buộc phải thừa nhận rằng lực lượng phòng không của họ đã tạm thời mất khả năng tiêu diệt chiến đấu cơ Nga và bây giờ họ chỉ có thể trông chờ vào tiêm kích F-16. F-16 có giúp Ukraine thay đổi tình thế chiến trường? Trung tướng Ukraine Ivan Gariliuk, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu F-16 sẽ giúp ích đẩy lùi các cuộc ném bom lượn của Nga một số trang mạng xã hội thân Ukraine cho hay, các phi công của Ukraine đã lái máy bay chiến đấu F-16 do NATO cung cấp, cất cánh từ căn cứ không quân Rumani, hạ cánh xuống sân bay trên lãnh thổ Ukraine rồi quay trở lại Rumani. Tuy nhiên, đây chỉ là những tin đồn. Một số cư dân khu vực biên giới Transcarpathian đã nhìn thấy máy bay chiến đấu F-16 trên bầu trời biên giới giữa hai nước, nhưng không rõ máy bay của ai. Mặc dù Ukraine muốn F-16 xuất hiện ngay trên chiến trường, nhưng với tình hình hiện tại, họ chưa thể tiếp cận được những chiếc tiêm kích tương đối tiên tiến mà phương Tây hứa viện trợ. Theo các nhà phân tích, F-16 có thể đối phó với lực lượng không quân chiến thuật Nga, nhưng về cơ bản là nó ít tác dụng. Để đáp ứng được yêu cầu hoạt động của F-16, Ukraine phải cải tạo một số sân bay ở sát biên giới với các quốc gia NATO làm căn cứ, đồng thời sửa chữa một số sân bay sát khu vực chiến tuyến với mục đích để F-16 hạ và cất cánh để tiếp nhiên liệu. Chắc chắn các quốc gia NATO giáp biên giới với Ukraine sẽ không mạo hiểm cho F-16 của Ukraine hạ và cất cánh. Vì hành động như vậy khiến cuộc chiến tại Ukraine leo thang. Việc này chắc Nga cũng không để yên. Điều lo ngại nhất với Nga Có một điều mà Nga biết nhưng không thể làm gì được, đó là việc chia sẻ thông tin tình báo của NATO cho Ukraine. Không quân Ukraine phải phụ thuộc rất nhiều vào thông tin tình báo do Mỹ và NATO cung cấp theo thời gian thực. Tiêm kích F16 thực chất chỉ là máy bay chiến đấu thế hệ 4 đời đầu, đã bị các nước như Đan Mạch hay Hà Lan loại khỏi biên chế chiến đấu. Trên thực tế, nó không phải đối thủ xứng tầm của các loại máy bay đánh chặn của Nga như MiG-31 hay Su-35. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ về thông tin tình báo của Mỹ và NATO từ các loại máy bay chiến đấu tàng hình F-35, máy bay cảnh báo sớm, UAV trinh sát chiến lược tầm cao, máy bay trinh sát, máy bay tác chiến điện tử, vệ tinh và các kênh hỗ trợ tình báo vân vân thì F-16 của Ukraine có thể sẽ làm nên bất ngờ. Lúc này những chiếc F-16 của Ukraine chỉ đóng vai ngựa thổ, sử dụng tên lửa không đối không tầm xa AIM-120C phóng theo kiểu bắn và quên ở ngoài tầm hoạt động của các loại tên lửa không đối không của Nga, tiêu diệt máy bay ném bom lượn ở sát khu vực chiến tuyến. Trong lịch sử, F-16 Pakistan đã sử dụng tên lửa không đối không AIM-120 để bắn hạ MiG-21 của Ấn Độ nhưng chiến công này có được một phần là nhờ máy bay cảnh báo sớm ZDK-03 của không quân Pakistan đứng sau toàn bộ vụ việc. Còn F-16 sẽ không thể đánh bại tiêm kích Su-30 MKI của Ấn Độ. Cách đây không lâu, UAV trinh sát chiến lược tầm cao RQ-4 Global Hawk của Mỹ đã bay trên khu vực Biển Đen để theo dõi kết quả cuộc tấn công tên lửa của quân đội Ukraine vào quân cảng Sevastopol tại bán đảo Crimea những máy bay cảnh báo sớm của nato hoạt động trên khu vực biển đen hay máy bay cảnh báo sớm của nato đang tiến hành trinh sát bên ngoài biên giới ukraine được điều khiển từ trung tâm chỉ huy của nato ở rumani và ba lan mặc dù quân đội nga đã biết nhưng không thể bắn hạ do chiến trường chỉ giới hạn trong biên giới ukraine các máy bay tác chiến điện tử của nato không cần phải bay vào ukraine mà chỉ cần bay trên không phận rumani ba lan litva latvia và estonia cũng có thể phát hiện các chiến đấu cơ của không quân Nga cất cánh và cung cấp thông tin tình báo cho quân đội Ukraine qua đường liên kết dữ liệu theo thời gian thực. Trong cuộc chiến giành ưu thế trên không, nếu chỉ có tiêm kích tiên tiến là chưa đủ mà nó đòi hỏi cả một hệ thống đồng bộ. Việc thiếu máy bay cảnh báo sớm trong không quân Ukraine là một khó khăn lớn, nhưng họ đã có thể dựa vào nguồn thông tin của NATO. Dù vậy, lực lượng máy bay cảnh báo sớm của NATO cũng không phải là toàn năng vì lãnh thổ Ukraine quá rộng lớn nên khả năng phát hiện mục tiêu ở không phận phía đông nước này cũng bị hạn chế. Thiếu máy bay cảnh báo sớm, chiến đấu cơ F-16 giống người mù. Quân đội Mỹ chắc chắn không đưa chiến đấu cơ F-35 bay vào không phận Ukraine làm nhiệm vụ trinh sát mà chỉ dám bay dọc theo đường biên giới Ukraine. Nếu đường bay như vậy, việc phát hiện thấy mục tiêu trên không của Nga là con số 0. Ukraine sắp nhận được máy bay chiến đấu F-16 đây là mẫu cũ được sản xuất cách đây 40 năm và nó không thể có lợi thế về kỹ thuật và tính năng so với những tiêm kích Su30SM, Su35 và Su57 của đối phương. Nhưng với Nga, trong trường hợp không có máy bay cảnh báo sớm A50, hiệu quả phát hiện F16 sẽ giảm. Chiến tranh là sự đối đầu của các hệ thống, không phải là một ván cờ, cũng không thể xoay chuyển tình thế chiến trường bằng một hoặc hai loại vũ khí tiên tiến trừ vũ khí hạt nhân, chứ đừng nói đến một loại vũ khí đã cũ. Moscow có chịu ngồi im để NATO hành động? Hãng tin Nga Interfax vào hôm 27 tháng 3 đã dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo trong trường hợp Ukraine nhận được tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất, các nước thứ ba không được cho phép chúng cất cánh trên sân bay của họ nếu không muốn leo thang căng thẳng với Moscow. Tổng thống Putin phát biểu trước nhóm quân nhân Nga tại vùng Tver rằng nếu chúng được sử dụng từ sân bay của nước thứ ba, chúng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng tôi, bất kể mục tiêu đó ở đâu. Ông Putin khẳng định việc Ukraine được viện trợ F-16 không thay đổi tình thế trên chiến trường. Ông nói, chúng tôi sẽ tiêu diệt máy bay của họ giống cách chúng tôi phá hủy những chiếc xe tăng, xe bọc thép và các loại khí tài khác, bao gồm cả hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Tướng NATO khẩn cấp cảnh báo Ukraine rơi vào bẫy của Nga. Trả lời phỏng vấn báo là DPC của Pháp ngày 29 tháng 3, Cựu tướng NATO người Pháp Jerome Pelis chỉ ra rằng lực lượng Nga đã đạt được nhiều tiến bộ kể từ khi Ukraine rút quân khỏi thành trì Adipka ở miền đông hồi giữa tháng 2. Quân Nga đang tiếp cận Chasovya và Kharkov. Ông Pelis cho biết khi cho rằng đây là bẫy mà Moscow đặt ra cho Kiev, rằng trên thực tế Moscow đã đưa ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến thuật cho bộ chỉ huy Ukraine, buộc Kiev phải lựa chọn giữa việc bảo vệ lãnh thổ trước nguy cơ chịu tổn thất đáng kể hoặc rút lui và từ bỏ lãnh thổ. Theo vị tướng này, ngoài những bước tiến về phía tây Adipka, quân đội Nga gần đây đã kiểm soát được thị trấn Krasnoe, Ukraina gọi là Ivanivske và phía tây Aktiomups hay Bakhmut. Ông nói, điều này phản ánh mong muốn của Nga làm kiệt sức đối phương. Moscow biết rất rõ rằng Kiev thiếu đạn pháo và bằng cách pháo kích không ngừng vào những vùng lãnh thổ này, lực lượng Nga cuối cùng đã ngăn cản Ukraina xây dựng lại hệ thống phòng thủ. Đây là một cách buộc họ phải từ bỏ mặt trận và cạn kiệt kho vũ khí. Những nhận xét gần đây của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu dường như phù hợp với phân tích của tướng Pelish Chandy. Phát biểu trước một hội đồng quốc phòng vào tuần trước, ông Shoigu cho biết quân đội Nga đang đẩy lùi lực lượng Ukraine và không cho phép họ củng cố các vị trí phòng thủ mới. Ông cũng ước tính thương vong của Ukraine kể từ đầu năm là 71.000 người và 11.000 thiết bị. Theo tướng Pelish Chandy, quân đội Nga đang nhắm tới cả Chasubya và Kramatorsk, một ngã tư quan trọng cho hoạt động hậu cần của Ukraine ở Donbass. Ông nói nếu Ukraine để mất những vùng lãnh thổ này, đó sẽ là thảm họa đối với Kiev và đặt ra những khó khăn nghiêm trọng về mặt chiến lược và hậu cần. Ông Pelisschandi cho biết Kharkov cũng bị pháo kích nặng nề vào tuần trước. Ông nói thêm rằng Ukraine đang ở thế phòng thủ dọc theo toàn bộ mặt trận và cần gấp thêm đạn dược. Nga đang giành thế chủ động trên chiến trường trong bối cảnh nguồn viện trợ của phương Tây cho Ukraine trì trệ, thiếu vũ khí, đạn dược. Ukraine phải chuyển dần sang phòng thủ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28 tháng 3 thừa nhận Ukraine không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Khi được hỏi liệu Ukraine có thua trận nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ hay không, ông nói tất nhiên chúng tôi sẽ thua, sẽ mất thêm một số lãnh thổ. Với chúng tôi, đó là một thách thức lớn. Ông cho biết Ukraine cần thêm các hệ thống phòng không của Mỹ bởi hiện giờ toàn bộ hệ thống phòng không của Ukraine đến từ châu Âu. Ông nhấn mạnh thêm rằng 75 đến 80% hỗ trợ tài chính của Mỹ vẫn ở trong nước vì tất cả vũ khí đều được sở hữu hoặc sản xuất ở đó. Thủ tướng Đức lên tiếng nêu điều kiện cho hòa đàm Nga Ukraina. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 29 tháng 3 tiết lộ một số quốc gia trong đó có Ukraine đang thảo luận ở cấp cố vấn an ninh về các điều kiện có thể dẫn đến hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh hòa bình có thể đạt được bất cứ lúc nào nếu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Nhà lãnh đạo Đức nói, hãy để tôi nói rõ một điều, hòa bình có thể đạt được bất cứ lúc nào, chỉ cần Nga dừng chiến dịch quân sự và rút quân. Nga nhiều lần khẳng định để ngỏ đàm phán với Ukraine với điều kiện Kiev thừa nhận tình hình thực tế, nói cách khác là thừa nhận sự kiểm soát của Nga đối với một số vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 10 năm 2022 đã ký ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Moscow tuyên bố sắp nhập bốn tỉnh của Ukraine. Triển vọng nối lại hòa đàm giữa hai nước hiện vẫn mờ mịt. Đáp lại bình luận của Thủ tướng Đức, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh các cuộc đàm phán mà ông Sol đề cập đến đều không có sự tham gia của Nga. Moscow nêu rõ bất cứ đàm phán nào về hòa bình ở Ukraine mà không có Nga đều vô nghĩa ông peskov cũng khẳng định tuyên bố của thủ tướng không làm thay đổi bản chất của các sự kiện đang diễn ra đồng thời nhắc lại rằng đức vẫn là một trong những nước ủng hộ nổi bật nhất của kiev quan chức điện kremlin nói mặc dù các quốc gia liên minh châu âu eu có quan điểm khác nhau về mức độ can dự vào cuộc khủng hoảng ukraine nhưng điều này không làm thay đổi cách tiếp cận chủ đạo ở châu âu rằng cần chiến đấu đến người ukraine cuối cùng cũng bàn luận về giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine, cựu thủ tướng Đức J.H. Schroeder chỉ ra đàm phán với Nga là cách duy nhất. Ông Schroeder nói, mối quan hệ cá nhân giữa ông và tổng thống Nga Putin có thể góp phần vào tiến trình đó. Cựu thủ tướng Schroeder và tổng thống Putin có mối quan hệ thân thiết khi ông Schroeder đứng đầu chính phủ Đức vào cuối những năm 1990. Năm 2014, tổng thống Putin tham dự bữa tiệc sinh nhật của ông Schroeder ở Saint Petersburg. Sau đó, ông Schroeder gia nhập ban giám đốc của công ty điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream và tập đoàn năng lượng Rosneft. Ông Schroeder bị phản ứng về mối quan hệ với Nga sau khi xung đột Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Ông đã từ chức khỏi hội đồng quản trị Rosneft vào tháng 5 năm đó. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc duy trì tình bạn với Tổng thống Putin trong bối cảnh xung đột Ukraine, cựu Thủ tướng Đức khẳng định đây là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt. Ông tin rằng Mối liên hệ với giới lãnh đạo Nga sẽ có ý nghĩa quan trọng trong các cuộc hòa đàm Nga-Ukraine trong tương lai. Ông nói: "Chúng tôi đã làm việc với nhau một cách hợp lý trong nhiều năm, có lẽ điều đó vẫn có thể giúp tìm ra giải pháp thương lượng. Cách duy nhất để chấm dứt xung đột là đàm phán. Rõ ràng cuộc chiến này không thể kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của bên này hay bên kia." Ông Schroeder từng đến Nga thổ nhĩ kỳ để thúc đẩy đàm phán hòa bình, tuy nhiên nỗ lực đó của ông chưa mang lại kết quả. Ukraine lo sợ thừa nhận quân đội trì trệ do cạn kiệt vũ khí. Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 29 tháng 3, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak thừa nhận quân đội nước này đã rơi vào tình trạng trì trệ do phương Tây không cung cấp đủ vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Kiev. Ông Podolyak nói, chúng ta đang nói về máy bay không người lái, đạn dược và tăng cường đầu tư vào sản xuất đạn. Chúng tôi thấy rằng tất cả những điều này đang diễn ra chậm chạp. Nói chung hiện nay, nguồn cung quân sự cho Ukraine chậm chạp nên có sự trì trệ nhất định dọc chiến tuyến. Ông cho biết thêm rằng lực lượng Ukraine hiện chuyển sang phòng thủ hoàn toàn ở Donetsk, Lugansk và Zaporizhia. Ngoài ra, ông Podoliak lập luận sự trì trệ này là do các biện pháp trừng phạt của phương Tây chưa đủ mạnh, không đủ để bóc nghẹt ngành quân sự Nga. Tuy nhiên, ông cho biết sự trì trệ không có nghĩa là bế tắc. Cuối năm ngoái, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzny mô tả tình hình chiến trường bế tắc sau cuộc phản công của Ukraine không đạt kết quả như mong đợi, dù được phương Tây tăng cường viện trợ. Bình luận của ông Podolyak một lần nữa làm dấy lên những tranh luận liệu Ukraine có hy vọng giành chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay với Nga. Trong khi đó, những tuần gần đây, Nga chiếm thế chủ động trên chiến trường, giành quyền kiểm soát thành phố Adipka và kiểm soát thêm một số khu định cư ở cả miền Đông và miền Nam. Tổng thống Mỹ Joe Biden như hổ mọc thêm cánh khi được Barack Obama và Bill Clinton giúp đỡ để đánh bại Donald Trump. Theo CNN đưa tin, tại sự kiện có sự xuất hiện của hai cựu tổng thống Mỹ là Barack Obama và Bill Clinton, họ đến đây với mục đích ủng hộ tổng thống Joe Biden trong chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ. Vào ngày 29 tháng 3, ông Obama đã tới Nhà Trắng để gặp gỡ tổng thống Biden nhân kỷ niệm 14 năm ngày đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng Obamacare được thông qua ngoài ông obama cuộc gặp còn có sự tham gia của cựu chủ tịch hạ viện mỹ nancy pelosi và một số chính trị gia hàng đầu tại đây ông obama đã kêu gọi sự ủng hộ nhằm giúp ông biden giành chiến thắng trước ông trump trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới các nguồn tin cho biết ông biden cũng thường xuyên liên lạc với cựu tổng thống bill clinton người từng có tiếng nói về các vấn đề chính sách đối ngoại và tư pháp khi còn đương nhiệm buổi gây quỹ này là lần xuất hiện đầy đủ đầu tiên của cả ba gương mặt ông obama ông clinton và tổng thống đương nhiệm biden tuy nhiên câu hỏi là liệu hai vị cựu tổng thống có còn đủ sức hút để giúp đỡ ông biden trong lần tranh cử này khi ông obama đã rời ghế tổng thống gần một thập kỷ còn ông clinton là hơn hai thập kỷ cả hai cựu tổng thống clinton và obama đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri người mỹ gốc phi dự kiến ông obama sẽ đến các trường đại học vào thời gian sắp tới để vận động các cử tri trẻ một lực lượng được cho là khó tiếp cận nhất ủng hộ cho ông biden nhưng những gì mà ông Clinton và Obama thể hiện ở các nhiệm kỳ tổng thống của mình giờ đây đều có vẻ lỗi thời về mặt ý thức hệ đối với nhiều cử tri trẻ tuổi, những người mà tổng thống Biden đang gặp phải những thách thức trong việc tiếp cận. Tuy nhiên, Leon Panetta, người từng phục vụ ông Clinton với tư cách là tránh văn phòng Nhà Trắng và dưới thời Obama là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Giám đốc CIA, nói với CNN hôm 26 tháng 3 rằng Obama đặc biệt có thể giúp cho Biden rất nhiều trong việc tranh cử tổng thống lần này đặc biệt là về chăm sóc sức khỏe, một vấn đề mà Biden và Obama đã hợp tác. Panetta nói trên kênh CNN News Central vào ngày 27 tháng 3 rằng Tôi nghĩ ông Obama có thể giúp ông Biden rất nhiều trong việc tiếp cận với giới trẻ, nhóm cử tri rất quan trọng đối với Joe Biden nếu ông ấy muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Những người ủng hộ Biden hy vọng rằng sự giúp đỡ của Obama và Clinton đối với chiến dịch tranh cử sẽ có kết quả khả quan như việc Clinton giúp đỡ ông Obama trong cuộc đua tái tranh cử năm 2012. Chiến dịch của ông Trump phải thừa nhận không hút tài trợ bằng ông Biden. Chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng hòa, hôm 29 tháng 3 cho biết, tổng số tiền gây quỹ của phía ông Trump sẽ khó có thể bằng được tổng thống Joe Biden trong cuộc đua tới Nhà Trắng năm nay. Một cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gây quỹ được lượng tiền như ông Biden. Theo cố vấn trên, Đảng Dân chủ có nhiều người tài trợ là tỷ phú và người giàu, còn chiến dịch của ông Trump được thúc đẩy bởi những người ủng hộ cấp cơ sở thuộc tầng lớp lao động. Một cố vấn khác của ông Trump cho biết, chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống được ủng hộ bởi hàng trăm nghìn nhà tài trợ cấp cơ sở trên khắp đất nước và tôi thích điều này hơn, vì điều đó có nghĩa là ông Trump sẽ nhận được nhiều lá phiếu. Khi được yêu cầu nhận định về các tuyên bố trên, người phát ngôn của chiến dịch ông Biden, Amma Musa cho hay, chiến dịch của ông Trump đang gặp khó khăn về tiền mặt. Các ứng cử viên Đảng Dân chủ thường huy động được nhiều tiền hơn để so với các ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Trong tất cả các cuộc bầu cử từ năm 2004 tới nay, tuy nhiên ngân sách không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của sự thành công. Ông Trump đã đánh bại ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton vào năm 2016, mặc dù bà đã huy động được nhiều tiền mặt hơn ông. Ông Biden thường xuyên gây quỹ nhiều hơn cựu tổng thống Trump. Ví dụ, vào tháng 2, phía ông Trump kêu gọi được 20,3 triệu đô la Mỹ so với hơn 53 triệu đô la Mỹ mà chiến dịch của ông Biden thu được vào cùng tháng. Dữ liệu của OpenSecrets cho thấy những khoản đóng góp lớn chiếm khoảng 55% trong số 128,7 triệu đô la Mỹ mà Ủy ban chiến dịch tranh cử của ông Biden đã huy động được cho đến nay, so với 45% từ những khoản đóng góp nhỏ. Đối với ông Trump, những khoản đóng góp lớn chiếm 64% trong số 96,1 triệu đô la Mỹ mà Ủy ban tranh cử của ông đã huy động được, so với 36% từ những khoản đóng góp nhỏ. Hai ông sẽ tái đấu vào ngày mùng 5 tháng 11 tới đây trong một cuộc đua mà các khảo sát cho thấy nó sẽ rất xịt sao. Tổng thống Philippines cứng rắn tuyên bố sẽ đáp trả lực lượng Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr vào hôm 29 tháng 3 cho biết, chính phủ nước này sẽ thực thi một loạt biện pháp để đáp lại các cuộc tấn công hung hăng và nguy hiểm của lực lượng Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời cảnh báo người Philippines không nhượng bộ. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr không cung cấp thông tin chi tiết về các hành động tiếp theo, nhưng cho biết đó sẽ là các biện pháp đối phó tương xứng, có chủ ý và hợp lý trước các cuộc tấn công công khai không suy giảm và bất hợp pháp, cưỡng bức, hung hăng và nguy hiểm của lực lượng hải cảnh Trung Quốc và dân quân biển Trung Quốc. Tổng thống Marcos viết trên mạng xã hội ngày 28 tháng 3 rằng, "Chúng tôi không tìm cách xung đột với bất kỳ quốc gia nào, nhưng Philippines sẽ không bị đối thủ lớn hơn, mạnh hơn của mình làm cho im lặng." Cảnh báo của tổng thống Philippines là dấu hiệu mới nhất cho thấy tranh chấp leo thang giữa Bắc Kinh và Manila trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Ông Marcos đưa ra tuyên bố này sau cuộc họp các quan chức an ninh quốc gia và quốc phòng hàng đầu của Philippines. Ông nói thêm, ông cũng thường xuyên đàm phán với các đồng minh, đối tác và bạn bè trong cộng đồng quốc tế vốn ủng hộ Philippines bảo vệ chủ quyền của mình. Lầu Năm Góc xác nhận riêng rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr vào hôm 27 tháng 3. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và luôn ủng hộ kênh tin tức 24h TV. Nếu quý vị chưa đăng ký, hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông báo bên cạnh để có thể nhận được những bản tin mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa, Lan Hương xin kính chúc quý vị mạnh khỏe và bình an. Cảm ơn giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.